Bạc Liêu đồng lúa mênh mông, nhiều chùa rộng lớn khắp nơi đến cầu. Giác hoa chùa cổ nên thơ, nơi này khách đến ngẩn ngơ không về. Cùng với đoàn hành hương đến Bạc Liêu vào một chiều cuối tháng giêng, say mê với cảnh đẹp thiên nhiên miền Tây nơi này, Sa La viết vội vài câu thơ tự do rồi bỏ vào túi áo trước khi bấm máy quay những thước video đẹp nhất có thể để gửi tặng đến cho quý vị khán giả xem kênh Sa La TV. Ngôi chùa mà đoàn ghé viếng trong chiều nay chính là chùa Giác Hoa, tọa lạc tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu chừng 6 cây số. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi dòng sông Châu Hưng. Ở từ quốc lộ 1A đi vào khoảng 300 thước, khách hành hương sẽ nhìn thấy một cái cầu bê tông. Qua cầu là tới ngay khuôn viên của chùa. Đường vào chùa thì chỉ phù hợp cho xe từ 16 chỗ trở xuống. Chùa Giác Hoa là một ngôi chùa cổ của tỉnh Bạc Liêu, được một người giàu có, chính là cô của công tử Bạc Liêu, là bà Huỳnh Thị Ngó, mà dân Bạc Liêu còn gọi bà với cái tên thân thiện, đó là cô Hai Ngó. Cô Hai Ngó đã cho xây dựng chùa vào năm 1919, ở trên một diện tích là 700m² đất. Về tên gọi của chùa rất đơn giản, Giác có nghĩa là giác ngộ, Hoa có nghĩa là hoa sen của Phật giáo. Cơ duyên Phật Pháp đến với cô Hai Ngó là nhân một dịp cô đi từ thiện cứu giúp những người bị thiên tai lũ lụt ở tại Châu Đốc vào những năm đầu thế kỷ thứ 20. Và lúc đó thì cô Hai đã gặp được tổ sư Chí Thiền, chính là tổ Phi Lai ở dưới núi Voi Thất Sơn. Và cô Hai đã quy y với tổ. Mấy năm sau đó, trong một chuyến đi từ thiện ở xa, chồng của cô Hai Ngó ở nhà thì đêm đến bị một băng cướp tấn công vào nhà để trộm cắp tài sản. Chồng của cô Hai đã chống trả quyết liệt với đám cướp và đã bị chúng giết chết. Thảm kịch gia đình đã đổ xuống. Cô Hai chỉ còn lại đứa con đầu lòng làm niềm an ủi cho cuộc đời của mình. Thế nhưng tạo hóa chớ trêu, vài tháng sau đó thì đứa con đã bị bạo bệnh và đã qua đời, để lại cho cô Hai Ngó một mình lẻ loi nơi trần thế buồn tẻ. U sầu cho cuộc đời của mình, niềm thương nhớ người thân ngày đêm, cô Hai đã quyết định xuống tóc thọ giới và xây chùa Giác Hoa để tu hành. Ngôi chùa cũng là trường dạy Phật học cho ni chúng đầu tiên tại Nam Bộ, do chính tổ Chí Thiền đến đây tổ chức đại giới đàn vào năm 1927. Vào cái thời điểm đó thì chùa Giác Hoa cũng là ngôi chùa thờ Phật Thích Ca lớn nhất tại tỉnh Bạc Liêu. Trong vòng 6 năm trở lại đây, chùa Giác Hoa đã được các thế hệ ni chúng tiếp nối tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh của sư bà. Các vị ni tại đây đã cho trùng tu, xây dựng thêm nhiều cảnh quan nhằm để mang lại cho khách hành hương phương xa một không gian văn hóa tâm linh vô cùng đặc sắc, vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét hiện đại nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh của chốn thiền môn Phật Pháp. Điểm nổi bật nhất của chùa hiện nay chính là pho tượng Phật Dược Sư khổng lồ, thuộc hàng hiếm thấy nhất. Tượng được xây ở cuối khuôn viên của chùa, cao 33m. Phía dưới tượng có điện thờ Phật Dược Sư cao 11m. Con đường dẫn vào chân tượng, hai bên có rất nhiều tượng lớn của các vị Bồ Tát. Bên trái của khuôn viên còn có các Phật cảnh như Quan Âm Phổ Đà Sơn, năm thầy trò được Tam Tạng đi thỉnh kinh, tượng của các linh vật chim muông hoa lá, cầu treo hồ nước vân vân. Không gian nơi này vô cùng ấm áp, gần gũi, tạo sự thanh tịnh, tao nhã, thư giãn thoải mái cho khách hành hương phương xa sau một khoảng thời gian ngồi xe đường dài. Chùa Giác Hoa hiện nay
được xem là một địa điểm tâm linh không thể bỏ qua của bất kỳ du khách hành hương ở từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác khi tìm về vùng đất Bạc Liêu tâm linh. Tại đây chính là quốc lộ 1A ở huyện Tân Lợi của Bạc Liêu, đoạn vừa qua Sóc Trăng khoảng tầm 10 cây số thôi quý vị. Đoàn hành hương của Mai Xuân Thưởng quận 6 hôm nay trên một chuyến hành trình đi Châu Đốc mẹ Nam Hải Bạc Liêu đã dừng chân ghé viếng thăm chùa Giác Hoa, một ngôi chùa là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của Bạc Liêu. Bây giờ Sala mời quý vị khán giả cùng đoàn hành hương quận 6 đến chùa Giác Hoa bái Phật cầu an, cầu những gì tốt đẹp nhất cho năm mới 2024 này. Và chùa Giác Hoa có một khuôn viên rất là đẹp với rất là nhiều cảnh Phật, hoa lá chim muông, và quý vị có thể gặp đoàn hành hương sẽ chụp ảnh cùng với lại những cảnh vật này, và Sala sẽ ghi lại những hình ảnh thật là nhộn nhịp nhất, vui nhộn nhất của đoàn hành hương quý vị nhé. Tại đây đó quý vị, Sala lui lại một chút để thâu cho quý vị nhìn thấy cổng của chùa Giác Hoa ở cổng của chùa Giác Hoa. Và đây có các anh xe ôm chở hành khách vào, tại vì vào trong chùa thì xe 30 chỗ, 45 chỗ không vào được, cho nên là có một số người đi bộ không tiện thì sẽ dùng phương tiện đó là xe ôm của các chú xe ôm ở đây, 10.000 đồng một người thôi quý vị. Đây là cổng chùa Giác Hoa. Chùa Giác Hoa có địa chỉ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, còn được gọi là chùa của cô Hai Ngó, tức là bà Huỳnh Thị Ngó. À, 16 chỗ vô được. À quý vị ơi, xe 16 chỗ vẫn vào được quý vị. Nãy là Sala thấy là xe, tưởng là xe 7 chỗ nhưng mà 16 chỗ vẫn chạy vào một cách gọn nhẹ. Và cây cầu ở phía trước chính là cây cầu bắc ngang một con kinh. Con kinh đó cũng là con kinh chảy ngang qua phía trước chùa Giác Hoa. Chùa Giác Hoa là một ngôi chùa năm 2022 Sala có từng ghé thâu hình và giới thiệu khá chi tiết về lịch sử của chùa. Ngày hôm nay đi chung với đoàn hành hương cho nên là Sala còn nhớ được điều gì đó thì sẽ chia sẻ đến quý vị. Tại vì mình quay trực tiếp luôn, quay theo chân những người hành hương. Còn về phần lịch sử thì nhớ gì mình nói đó nha quý vị. Xin phép quý vị được như vậy. Có dịp nữa thì khi mà về lại chùa Giác Hoa nữa sẽ là thâu hình cận kẽ hơn. Trong lần này trở lại chùa Giác Hoa đi vào thì mình bên cạnh là tượng Phật Dược Sư khổng lồ. Phía bên kia mình còn thấy tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì có thể nhìn thấy đó là một khung cảnh ở phía trước chánh điện của chùa Giác Hoa rất là xôn xao nhộn nhịp. Các anh xe ôm đang đón rước du khách. Đây chính là chánh điện của chùa Giác Hoa. Phía trước chánh điện có đài Phật Quán Thâm Bồ Tát. Đây sẽ là thâu hình ảnh của đài Phật Quán Thâm Bồ Tát gửi đến cho quý vị.
Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Đằng sau của Đài Quan Âm, quý vị đến nhìn lại một tấm bia. Trên tấm bia này, nhà chùa đã ghi rất là rõ về tiểu sử của sư bà Giác Hoa, tức cô Hai Ngó. Đối diện tấm bia này chính là một ngôi chánh điện với kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, trông như một ngôi nhà cổ ở tại Nam Bộ từ thế kỷ thứ 20. Tại đây đó quý vị, chính là bộ tranh rất là quý giá. Đây là bộ tranh Thiên Thủ Thiên Nhãn, được vẽ ngược trên tấm kiến đó quý vị. Sa La không nói nhiều được, tại vì trong chánh điện các sư cô đang đọc kinh, cho nên là Sa La chỉ nói nhỏ nhỏ cho quý vị nghe mà thôi. Nam mô Ni Phật Bà, Nam mô Đại Từ Quan Bà, Nam mô Long Dương Thượng Tổ Quan Bà, Nam mô Diệu Nguyệt Quan Bà, Nam mô Diệu Nguyệt Giao Quan Bà, Nam mô Huệ Đại Thánh Phu Bà, Lợi Quan Bà, Nam mô Diệu Quan Thánh Bà, Nam mô Hư Quan Thành Bà, Nam mô Quan Thế Thánh Bà, Nam mô Huệ Oai Nhân Phu Bà, Nam mô. Sẽ là tranh thủ thời gian cùng với lại đoàn hành hương, cho nên quý vị thông cảm, đây là những hình ảnh mà cũng khá là vội vàng. Hiện tại thì Sa La đang đi vào bên trong hậu điện của chùa Giác Hoa. Quý vị có thể thấy là các sư cô ở đây đã trồng những cây cải rất là tươi tại ở cái nơi gọi là khu giếng trời đó quý vị, giếng trời của chùa Giác Hoa đó. Khu vực mà nối giữa chánh điện và hậu tổ. Phía trên có một hòn non bộ. Và quý vị có thể nhìn ra ngoài bầu trời xanh ở ngoài bên kia. Nam mô Sư Bà Giác Hoa.
Và đây sẽ là đưa quý vị vào trong nơi có bàn thờ và bài vị của gia đình của sư bà Giác Hoa. Dạ, đúng rồi. Sư bà Giác Hoa đó quý vị chính là đệ tử của Tổ sư Chí Thiền, tức là ngài Tổ sư đã khai sơn Tổ đình Phi Lai, tức là chùa Phi Lai ở dưới núi Voi của tỉnh Biên đó. Trong một lần mà sư bà đã cùng với lại Tổ sư đi từ thiện phát gạo và cứu đói người dân ở Châu Đốc bị vùng lũ lụt đó, sư bà đã gặp Tổ sư. Lúc đó là sư bà đã cảm mến Phật Pháp. Sau khi biến cố của sư bà xảy ra, tức là biến cố về gia đình, chồng mất nè, rồi đứa con đầu lòng cũng mất luôn, thì cô Hai Ngó đã rất là buồn, và dường như là cuộc sống ở đời thường là không còn thấy vui vẻ nữa. Cho nên là lúc này cô Hai Ngó đã nghĩ đến việc là đầu Phật, là cô đã đến và xuất gia quy y và xuất gia với lại Tổ sư Chí Thiền. Năm 1919 thì sư bà đã xây dựng ngôi chùa Giác Hoa này. Đây là ngôi chùa lớn nhất thời bấy giờ tại tỉnh Bạc Liêu. Và quý vị đang nhìn thấy chính là ni xá. Ngôi ni xá này được xây dựng vào thời gian đó, năm 1927. Năm đó là Tổ sư Chí Thiền đã về đây để mà khai đàn, mở lớp học dạy cho các vị ni chúng đó. Đây là lớp học đầu tiên ở tại các tỉnh miền Tây, ở tại miền Tây Việt Nam Bộ đó quý vị. Sao lại chỉ có thể tóm tắt cho quý vị thôi. Bây giờ thì quý vị ơi, cùng đoàn hành hương mình vào trong một khung cảnh phải nói là tuyệt vời quý vị. Ở phía trước quý vị đang chiêm bái chính là pho tượng của Phật Dược Sư. Nếu mà tính từ ở phía dưới lên tới trên đỉnh tượng đó là tổng cộng chiều cao đó là 44 thước, còn riêng phần tượng không là 33 thước. Chỉ vừa qua cái Tết Nguyên Đán thôi, cho nên là các tiểu cảnh ở bình trong chùa Giác Hoa còn rất là đẹp. Quý vị có thể thấy đây là tiểu cảnh một đồng ngồi trên trâu, phía sau có những con hạc rất đẹp. Còn bên đây là có những chú ngựa vằn. Ở đây chính là hoa viên. Nhà chùa đặt cho cái tiểu cảnh này là hoa viên mừng xuân Giáp Thìn. Trước khi đi qua Đức Phật Dược Sư vào lòng tượng thì Sa La đưa quý vị qua bên đây để mình viếng một Phật cảnh của Quán Thâm Bồ Tát. Vào chiếc cổng này có rất là nhiều hoa lá muôn thú. Giờ tới đây rồi, quay nãy giờ. Dạ. Quay cho kịp rồi, đi vòng vòng một hồi nữa là còn mình đi ra là không kịp. Đây có các chú rùa, có chú voi, có một cỗ xe. Bên trên còn có các con két. Và đây mình đi lên đây quý vị nhé.
lên một cái cửa. Bước vào đây chính là nơi mà mọi người thường đến đây để mà chụp ảnh trên hai bàn tay. Bàn tay hồi trước là Sala đến là bàn tay sơn màu vàng, nay bàn tay chuyển thành màu hồng. Bên cạnh những dãy đá chính là tượng bán thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình có thể leo qua những cái hòn đá này quý vị. Ở đây nhà thờ còn có một cái hồ nước nhỏ nhỏ dưới này. Chú là Sala TV á. Đây còn có một cái tiểu cảnh là nửa mặt của người đàn ông và nửa mặt của người đàn bà nhìn nhau. Theo như Sala nghĩ đây là một tiểu cảnh là nói lên sự hạnh phúc gia đình quý vị. Mình nghĩ vậy thôi, nhưng mà cái điều mà nhà chùa gửi gắm thì Sala cũng chưa có biết. Ở đây nè, lúc trước mình có đi ra đây, phía dưới rất là đẹp. Phía dưới là một dãy các cái hoa kiển. Hôm nay ở dưới đó có một hoạt cảnh luôn. Có một tiểu cảnh quý vị ạ. Tiểu cảnh đó chưa lần nào đi qua được. Nay đi vội quá, video này quý vị cũng thông cảm với Sala. Đi với đoàn. Đoàn không có chờ mình. Rồi đây mình đi xuống lại ha quý vị. Phía đây mình nhìn xuống nè, mình còn thấy là đường Tam Tạng với lại Tề Thiên Đại Thánh, vượt qua một con suối, dưới đó có những con cá chép nữa. Phía dưới có hai em kia mặc một bộ đồ cặp với nhau đứng chụp hình duyên dáng dễ sợ. Rồi sau đó đi qua một cây cầu màu hồng, cây cầu này chính là cây cầu treo. Đây quý vị, cây cầu treo mình đi nè, đó. Cầu dáng bằng cây cầu treo. Ở ngoài kia đó quý vị, đoàn hành hương đi ra xe hết rồi quý vị. Sala xin một chút xíu thôi, đi vào bên trong lòng tượng của Đức Phật Dược Sư để thâu hình cho quý vị. Ở đây là nhà chùa đã tạo tác các bức tượng của Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, rất là nhiều những Bồ Tát với những pho tượng rất là sắc sảo, rất là lớn. Và đây quý vị vào bên trong với Sala, thâu cho quý vị nhìn thấy con lòng tượng của Đức Phật Dược Sư.
không nhiều thời gian, mình không quay chi tiết cho quý vị được. Đoàn bỏ xa la ở ngoài kia, đi nhanh quá. Và đây là xa la thâu cho quý vị bên trái nè quý vị. Từ ngoài nhà quý vị nhìn thẳng bên phải nha, quý vị thấy được dãy tượng của các vị Bồ Tát. Còn bên đây là bên trái, bên đây là bên phải nè, từ ngoài vào. Vừa rồi bên kia là xa la thâu cho quý vị là bên trái. Đây là bức tượng của Bồ Tát Dược Thượng. Đây là tượng của Bồ Tát Vô Tận Ý. Đây là Ngài Phổ Hiền có con voi với lại tay cầm ngọc Như Ý. Đây là Phật Di Lặc đó quý vị. Rồi, bây giờ mình di chuyển ra bên ngoài đi anh Bảo ơi. Định xa la định chụp ở bên tượng Phật Quan Âm Một Tấm nữa. Quan Âm Bán Thân á. Đây nè. Mà thôi không kịp thời gian không, mọi người đợi. Bây giờ mình đi di chuyển ra bên ngoài đi. Còn ít phút còn lại thì xa la thâu đi ngang qua nhà chay, nơi mà nhà chùa thường tổ chức những bữa chay rất là ngon, miễn phí cho cô với chị biết là mình đi ra đó. Cô nói với cô chị là anh đi ra nè, đi ra đó nha, rồi tranh thủ nha. Ở đây còn có một tiểu cảnh đẹp vô cùng đẹp, mà mỗi lần phô hình là Sala hay ngồi lại đây và ngồi đây chưa kịp chụp hình luôn quý vị. Đi một vòng đi rồi mình đi ra ngoài chỗ ăn đồ chay. Món bún ở tại chùa rất là ngon. Ở đây có món bún ngon lắm. Hôm nay đi muốn ăn mà chắc cũng không kịp thời gian để ăn không. À còn nhóm của Sala đây quý vị. Rất là vội vàng quý vị, vừa rồi đi quay ở trong nghe tiếng đó là nói là lên xe rồi, chuẩn bị đi ra xe, nhưng mà khi mà ra tới chỗ ăn chay miễn phí đó thì Sala gặp lại nhóm của Sala ngồi đây. Thì thôi mình gặp ở đây thì mình có duyên rồi, và mình bắt một cái ghế ngồi cạnh một ai đó. À cái đây đi. Lâu lắm rồi. Ở đây là quý vị, Sala giới thiệu với quý vị khán giả của Sala TV. Ở cạnh Sala lúc này đó quý vị là một khán giả mà thường xuyên theo dõi, thậm chí là chia sẻ những cái video của Sala thực hiện trong suốt mấy năm nay quý vị. Bây giờ em chào chị là chị Yến đúng không? Dạ đúng. Dạ, chị Yến gửi lời chào đến khán giả chị Yến. Xin chào toàn thể khán giả của kênh Sala TV nha. Dạ, chị Yến hôm nay là lần thứ mấy chị Yến đến chùa Giác Hoa? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên, cảm xúc của chị lần đầu tiên đến chùa Giác Hoa chị như thế nào, chị có thể chia sẻ với khán giả xem kênh không chị? Không, cái chùa này cái khung cảnh rất là đẹp, dạ. Thoáng, bự. Hồi nào giờ mình có gặp ngôi chùa nào đẹp vậy không? Chưa. Chưa luôn hả? Chưa. Mình đi Bạc Liêu hoài nhưng mà mình chưa gặp ngôi chùa nào rộng lớn đẹp vậy ha. Nãy giờ mình chụp mấy tấm hình mình nhớ không? Không biết nhiều luôn. Rồi em về Facebook em chờ những tấm hình của chị ha, chị Yến. Ok. Đăng lên em sẽ like cho những tấm hình của chị Yến. Ok. Đáp tạ lại cái tình cảm mà chị Yến đã chia sẻ những video của Sala. Bây giờ thôi là một khán giả lâu năm khán giả như mấy năm của Sala, thì chị có lời chúc nào và lời gửi gắm nào với khán giả xem kênh không chị? Chúc cho những khán giả xem kênh của Sala TV càng ngày càng nhiều. Dạ. Thành công trên mọi lĩnh vực. Trời ơi, hay quá. Dạ, em thay mặt cho khán giả và em mến chúc cho chị Yến đầu tháng Giêng năm nay, những ngày cuối giữa tháng Giêng thôi, mình đi đến chùa mình cầu được những tài lộc nè, cầu được những vận may nè, và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để luôn lúc nào cũng đồng hành với lại Sala, với lại đoàn Mai Xuân Thưởng quận 6 chị nha. Dạ, cảm ơn. Hẹn gặp lại chị trong chuyến hành hương tiếp theo. Dạ, ok. Bye bye. Mình bye. Chào khán giả. Chào khán giả. Đây chính là một gian nhà mà nhà chùa rất là thường xuyên nấu các bữa chay miễn phí đãi cho
khách thập phương và bà con Phật tử ở khắp nơi về đây để mà ăn. Quý vị có thể nhìn thấy đây là món bún đó. Dạ. Một cái chảo trụng bún rất là to. Chảo siêu to khổng lồ luôn. Chảo siêu to khổng lồ. Nhỏ hả? Còn cái nồi nước bên kia nữa kìa. Nồi nước. Bự nữa hả? Ủa cô, mình là mình công quả vào chùa đúng không cô? Dạ. Dạ, cô công quả tại chùa Giác Hoa được mấy năm rồi cô? Dạ, mới có năm rồi chú ơi. Một năm rồi hả? Dạ. À, chùa mình tháng nào mà đông khách nhất chưa cô? Dạ. Tới Tết. Tới Tết hả? Tháng Giêng nè. Ờ, tháng Giêng là đông ha. Bữa nay cô trụng mấy tô bún cô nhớ không? Dạ, không nhớ. Hỏi một câu hỏi, nó vui ghê quý vị. Trụng mấy tô bún nhớ không? Mấy chục ngàn tô và từ sáng tới giờ luôn á. À, rồi Sa La chúc cho cô ha luôn khỏe ha, để phụng sự Phật pháp chung cúng phụng sự Phật pháp trong chùa Giác Hoa tại Bạc Liêu cô nhá. Và có duyên mình gặp lại nhau nữa. Bữa nay đi với đoàn gấp quá không ăn được tô bún, đoàn đi hết rồi, xe đổi ngoài. Người ta đi mẹ Nam Hải đó, người ta thấy đợi lâu quá, người ta chạy xuống dưới mà đây mình tốn thêm mấy chục ngàn sao không? Bây giờ còn hai người thôi. Anh đi ra ngoài rồi, để tháng sau đi về quay mẹ Nam Hải Bạc Liêu á, ghé đây ăn bún. Nhớ nghe anh. Dạ, dạ. Trời ơi, các cô thân thiện quá. Nhìn ngon quá quý vị ơi, cho Sala đi qua đây chút xíu, quay những cái nồi nước lèo, đây, nước lèo, nước sôi nữa quý vị. Rất là lớn. À, tiếp qua. Dạ, mùng 1 Tết con đi quay ở trên Sài Gòn. Dạ. Phải con ở được có ở Bạc Liêu này trời, con ngày nào cũng tới đây quay mấy cô trụng bún. Thôi để lần sau đi ha. Ra hết rồi vốn rồi. Rồi, chào mấy cô ha. Chúc em nhiều sức khỏe nha, để mà làm công quả thật là lâu dài ở chùa Giác Hoa nữa nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi chia tay với các em các cô công quả. Rồi Sa La đưa quý vị ra ngoài. Anh Bảo mua cho sư cô hai chai sâm anh Bảo. Lúc trước mình tới chùa Giác Hoa mình cũng muốn sâm của sư cô. Sư cô. Dạ, chai hột é sư cô. Này sư cô nấu hả sư cô? Chùa nấu ha. Dạ. Ngon quá. Dạ con xe đợi ngoài rồi, con đi liền. Đằng sau con ghé. Có bán mắm chay nữa quý vị. Mắm chay. Các cô công quả, ra sư cô ở chùa Giác Hoa thân thiện vô cùng quý vị. Vào trong chùa mà mình được quay hình, mình được trò chuyện thoải mái gì, Sa La thích vô cùng luôn. Có những nơi thực sự ra mình cũng khó khăn trong vấn đề quay hình lắm. Hôm nay thì bà con đi đến đây viếng chùa Giác Hoa rất đông, từ khắp nơi luôn. Có thời gian thì mình dừng lại, mình hỏi thăm bà con, nhưng mà nay không còn thời gian nữa. Tại đây đó quý vị, xe 16 chỗ là sẽ chở mình đi vô đây trong chùa được nè. Dạ không, em đi bộ. Và bây giờ thì dừng lại video trong ngày hôm nay quý vị nhé. Mình sẽ đi ra ngoài cổng, đoàn đợi rồi. Cảm ơn quý vị, trong một những giây phút rất là vội vàng, quý vị cố gắng xem hết video mà Sa La quay hình trong một cái chuyến mà mình đi với đoàn hành hương. Tại vì thật sự ra đoàn hành hương là đi mẹ nào hãy Bạc Liêu, nhưng mà trên đoàn thì người ta xem YouTube đó quý vị, người ta thấy mấy anh YouTube quay chùa Giác Hoa đẹp quá, xong rồi người ta quyết định người ta dừng lại chùa Giác Hoa một chút để tham quan, nhìn hay ngắm ngôi chùa mà lần đầu người ta chưa từng đi đó, nên là đi vội lắm. Đây mình đi ngược quá, ngược chiều rồi. Ở ngoài kia là cổng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, kính mong cho tất cả mọi quý vị khán giả khi xem video này. Hôm nay Sa La thâu hình về lại chùa Giác Hoa ở tại Bạc Liêu,
mến chúc cho quý vị thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, luôn bình an và mãi mãi là những khán giả luôn luôn lúc nào cũng đón nhận những video mà Sala thực hiện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm niệm tình cảm và tri ân sâu sắc gửi đến cho toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.